Sự thay đổi nhân sự cấp cao ở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc tế, đặc biệt đối với các nhà bình luận phương Tây có quan điểm đối lập với Nga. Họ thường tìm cách gán ghép mối liên quan giữa sự kiện này với các vụ án tham nhũng trong lực lượng quân đội Nga. Thực tế, có tồn tại mối liên hệ này hay không? Chúng phản ánh những vấn đề gì trong lực lượng quân đội Nga hiện nay? Trung tướng Vadim Samarin là nhân vật hàng đầu mới nhất trong quân đội Nga mới bị bắt giữ trong thời gian gần đây. Vị tướng 53 tuổi đứng đầu Tổng cục Truyền thông Nga từ năm 2021, đồng thời là Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang dưới quyền Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Một loạt vụ bê bối tham nhũng đã tiếp diễn trong Bộ Quốc phòng Nga. Ngày 23 tháng 5, tòa án đã bắt giữ người đứng đầu Tổng cục Truyền thông của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Phó Tổng tham mưu trưởng Vadim Samarin. Ủy ban điều tra Nga nghi ngờ giám đốc truyền thông này nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn. Samarin có thể phải đối mặt với án tù 15 năm. Hơn nữa, đúng một tháng trước, vào ngày 2 tháng 4 năm 2024, vụ bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov diễn ra một cách bất ngờ, khởi đầu cho một loạt vụ bắt giữ các quan chức cấp cao. Trong bối cảnh những sự kiện này, có sự thay đổi trong vị trí lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, đó là việc cựu Phó Thủ tướng Andrei Belousov được bổ nhiệm thay thế ông Sergei Shoigu. Việc giam giữ ông Vadim Samarin được thực hiện vào sáng ngày 23 tháng 5. Ông đã bị đưa đi thẩm vấn tại Cục Điều tra Quân sự của Ủy ban Điều tra Nga. Cuộc điều tra nghi ngờ ông Samarin theo khoản 6, điều 290 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn. Ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2023, viên trung tướng này đã nhận 36 triệu rúp từ Tổng Giám đốc nhà máy điện thoại OGSC Permtenta Alexei Vysokov và Kế toán trưởng công ty Alena Grishina. Ông đã nhận hối lộ để tăng khối lượng sản phẩm được cung cấp theo hợp đồng của chính phủ cho nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Tòa án quân sự đồn trú số 235 đã bắt giữ trung tướng khi vụ án đang được điều tra. Vụ bắt giữ bởi Tòa án quân sự đồn trú số 235 ở Moscow được thực hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2024 là bắt giữ Ivan Popov. Dù quyết định này được thông qua vào ngày 17 tháng 5, ông Popov bắt đầu phục vụ trong quân đội với tư cách là chỉ huy trung đội trong trung đoàn tấn công dù số 56 và sau đó chỉ huy nhiều đơn vị và đội hình khác nhau. Ông đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với tư cách là chỉ huy của quân đoàn 58. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, Phó Duma Quốc gia và cựu Phó Tư lệnh Quân khu phía Nam Andrei Gurulev đã công bố một tin nhắn của Popov trên Telegram. Trong đó, ông nói về việc bị loại khỏi quân ngũ sau khi báo cáo về các vấn đề trong quân đội. Cuộc điều tra nghi ngờ ông Popov biển thủ vật liệu xây dựng nhằm xây dựng tuyến phòng thủ trong khu quân sự phía Bắc, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu rúp. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, ông Popov có liên quan đến việc bán kim loại nhận được dưới dạng viện trợ nhân đạo để xây dựng các công trình kỹ thuật. Cuộc điều tra cho rằng đồng phạm của ông là một doanh nhân Krasnodar và là sĩ quan quân khu phía Nam. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ. Như kênh Mass Telegram đưa tin, Popov cũng bị nghi ngờ đã không chuẩn bị các công sự phòng thủ theo hướng Zaporozhia trong thời gian xảy ra chiến sự. Vụ bắt giữ Yuri Kunyashov. Báo cáo chính thức về vụ bắt giữ ông Yuri Kunyashov xuất hiện vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, quyết định được đưa ra bởi Tòa án quân sự đồn trú 235. Theo khoản 6, điều 290, Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn. Ông phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù. Vụ án liên quan đến thời kỳ ông Kunyashov làm việc với tư cách là người đứng đầu Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Bà Svetlana Petrenko, đại diện chính thức của Ủy ban điều tra, thông tin rằng vào giai đoạn 2021-2023, ông Kunyashov đã nhận hối lộ từ các doanh nhân để thực hiện một số hành động có lợi cho họ. Ngay trong tối ngày 14 tháng 5 năm 2024, Tòa án Basmani của Moscow đã bắt giữ một người khác có liên quan đến vụ Kunyashov là Leva Matirosyan. Khoản hối lộ với quy mô đặc biệt lớn lần này được cho là tài sản và Matirosyan đã đồng ý đưa nó. Đồng thời, những tình tiết mới và những liên quan có thể xuất hiện trong vụ án của Kunyashov. Các nhà điều tra hiện đang kiểm tra ông Kunyashov có liên quan đến các tội tham nhũng khác hay không. Bà Svetlana Petrenko lưu ý, trong quá trình khám xét,
hơn 100 triệu rúp và ngoại tệ, tiền vàng, đồng hồ sưu tập và các mặt hàng xa xỉ đã được phát hiện và thu giữ. Vụ bắt giữ Timur Ivanov. Timur Ivanov bị tạm giữ ngay tại nơi làm việc và bị đưa ra tòa án vào ngày 23 tháng 4. Vào ngày bị bắt, ông đã tham gia một cuộc họp của Bộ Quốc phòng, tại đó thảo luận về việc phát triển các quân khu Leningrad và Moscow. Ông bị buộc tội khoản 6 điều 290 Bộ luật hình sự Liên bang Nga, nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn. Ông vẫn không nhận tội của mình cho đến thời điểm hiện tại. Theo các nhà điều tra, Timur Ivanov đã tham gia vào một âm mưu tội phạm và là một phần của một nhóm có tổ chức đã nhận được lợi ích tài sản từ việc ký hợp đồng và thầu phụ cho nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Điều này có thể cho phép ông có được nhiều tài sản và dịch vụ một cách bất hợp pháp với tổng trị giá hàng tỷ rúp. Các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã thu thập tài liệu về bị cáo trong 5 năm. Theo điều tra, một trong những tình tiết của vụ án liên quan đến việc Ivanov nhận hối lộ trong quá trình xây dựng Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia. Timur Ivanov được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2016. Trước đó, ông đứng đầu cơ quan trực thuộc Oboronstroy. Trong chức vụ mới của mình, Ivanov chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tài sản, bố trí quân đội, hỗ trợ nhà ở và y tế, cũng như mua hàng hóa, công trình và dịch vụ trong khuôn khổ các mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước. Cải tổ trong Bộ Quốc phòng. Đã có nhiều sự thay đổi đáng kể về nhân sự trong Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sau khi Tổng thống Putin tái cử. Đầu tiên, vào ngày 14 tháng 5, ông Andrei Belousov, người trước đó đã từng là Phó Thủ tướng thứ nhất, rồi quyền Thủ tướng trong một thời gian ngắn, đã được lựa chọn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế ông Sergei Shoigu. Ông Shoigu được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh đất nước. Chức vụ này trước đây do Đại tướng Nikolai Patrushev đảm nhiệm. Ngày 14 tháng 5, tờ Ivechia thông báo về việc thay đổi cấp bậc Thứ trưởng Quốc phòng. Theo đó, ít nhất 4 hoặc 5 cấp phó của ông Shoigu sẽ rời chức vị của họ. Trong số đó có Alexei Kirovochuko, Tatiana Shestova, Pavel Popov, Ruslan Tsakilov và Yuri Sadovenko. Tất cả đều được thay đổi sang vị trí công tác khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một cuộc thanh trừng. Ông nói, chống tham nhũng là công việc nhất quán. Tại Nga, chống tham nhũng không phải là một chiến dịch mà là một công việc diễn ra liên tục, là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nước này. Những vụ bắt giữ gần đây diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử và nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải là một phần nỗ lực của ông Putin nhằm siết quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài, hay liệu có một cuộc tranh giành giữa quân đội và các cơ quan an ninh Nga hoặc một kịch bản nào khác đằng sau những bức tường Điện Kremlin. Cuộc chiến ở Ukraine kéo theo chi tiêu quốc phòng của Nga tăng vọt và cũng kéo theo những vụ tham nhũng. Vào ngày 14 tháng 5, Điện Kremlin tuyên bố rằng việc từ chức của các nhân sự trong Bộ Quốc phòng không liên quan tới công cuộc chống tiêu cực vẫn đang diễn ra từ trước tới nay, và điều này cũng không tạo ra bất kỳ sự xáo trộn nào có thể có lợi đối với Ukraine. Chuyên gia về kinh tế Nga tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, Richard Connolly, nhận định các vụ bắt giữ cho thấy rằng Nga đang thể hiện sự cứng rắn trong cuộc chiến chống tham nhũng trong lực lượng quân đội. Vị chuyên gia này cho rằng tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov muốn mọi việc sẽ được thực hiện theo một hướng khác. Theo vị chuyên gia này, sắp tới có thể sẽ thêm những vụ bắt giữ nữa khi Bộ trưởng Belousov muốn phát đi thông điệp cứng rắn rằng hành động tham nhũng sẽ phải trả giá. Theo ABC News, một trong những mục tiêu của Điện Kremlin là cho công chúng Nga thấy chính phủ đang xem xét rất nghiêm túc vấn đề tham nhũng trong quân đội. Không ngẫu nhiên, tân lãnh đạo của Bộ Quốc phòng lại là một chuyên gia kinh tế. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5, Tổng thống Putin đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng. Phó Thủ tướng Andrei Belousov, một người giàu kinh nghiệm về kinh tế nhưng có ít kinh nghiệm về quân sự, đã thay thế vị trí của ông Sergei Shoigu. Đồng thời, ông Shoigu đã được đưa lên một vị trí mới có tầm ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh quốc gia Liên bang Nga. Mặc dù vậy, nhà khoa học chính trị Alexei Makarin đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc các vụ bắt giữ các quan chức cấp cao và cho rằng những vụ án hình sự này không phù hợp với cùng một logic. Tờ Le Monde của Pháp đánh giá rằng các vụ bắt bớ này có tính chất chọn lọc và nằm trong nỗ lực chống tham nhũng của Moscow, chứ không phải là một phần của cuộc thanh trừng trên diện rộng như nhiều người đồn đoán. Trong khi đó, theo tờ Moscow Times, các vụ bắt giữ 5 sĩ quan quân đội cấp cao của Nga gần đây có thể chỉ là khởi đầu cho hàng chục nhân vật quân sự tiếp theo sẽ bị bỏ tù liên quan tới các án tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. Nhưng các vụ bắt giữ có nguy cơ khiến quân đội có những xáo trộn lớn vào thời điểm Moscow đang tận dụng lợi thế về tình trạng thiếu vũ khí của Kiev để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
Nếu những gì được tờ The Moscow Times đưa ra là có thật, thì có vẻ đang diễn ra cuộc đấu ngầm giữa cơ quan an ninh với Bộ Quốc phòng, và bên chiến thắng là FSB, cơ quan kế thừa KGB thời Liên Xô. Một chiến thắng như vậy đang là điều mà Tổng thống Nga Putin, một cựu đặc vụ KGB, mong muốn. Một quan chức chính phủ Nga nói với The Moscow Times rằng, khi những vụ bắt giữ này có đà phát triển, chúng có thể tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với lịch sử nước Nga hiện đại. Cũng có thể thấy rằng, các phương tiện truyền thông độc lập, phe đối lập và các nhà quan sát quốc tế đã không ngừng tô vẽ về tình trạng tham nhũng tràn lan trong quân đội Nga trong nhiều năm, và các blogger ủng hộ chiến tranh đã chỉ trích hành vi tham nhũng của quân đội trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Điều đáng chú ý là việc bắt giữ các tướng lĩnh bắt đầu tăng tốc khi vị lãnh đạo dân sự mới lên điều hành Bộ Quốc phòng. Theo nhà phân tích Alexei Koch tại Kiev, Tổng thống Putin mong muốn ông Belousov dọn sạch Bộ Quốc phòng Nga để chi tiêu quân sự một cách có hiệu quả hơn, tạo chỗ dựa mới cho nền kinh tế Nga phát triển. Ông Koch nói, hiệu quả của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sẽ được nâng cao. Bộ Quốc phòng Nga có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế khi chi tiêu cho chiến tranh kích thích tăng trưởng GDP của Nga. Các nhà quan sát khác có chung quan điểm. Ông Nikolai Mitrokhin của Đại học Bremen của Đức bình luận rằng việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của Bộ Quốc phòng Nga và giảm tham nhũng. Ông nói, vì vậy sẽ có nhiều tiền chảy vào việc phát triển vũ khí mới, đội hình và trang bị của các đơn vị quân đội mới, cũng như hoạt động huấn luyện. Tất cả những điều đó sẽ làm cho sức mạnh của quân đội và hiệu quả quân sự của Nga gia tăng, do đó gây bất lợi cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt với quân đội Nga. Các vụ bắt giữ các nhân vật tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Nga sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy trong bối cảnh trước đây Bộ Quốc phòng Nga đã có nhiều vụ tham nhũng lớn. Theo phát biểu của chính phủ Nga, cuộc chiến chống tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Nga sẽ cải thiện sự hỗ trợ vật chất và tài chính cho quân đội và nâng cao hiệu quả hành động của các tướng lĩnh trong các hoạt động quân sự ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị, phó giáo sư khoa phân tích chính trị và các quá trình tâm lý xã hội tại Đại học Kinh tế Nga, Plekhanov Alexander Perentyev đã nói về điều này trên các kênh truyền hình Nga. Chưa có đủ manh mối để kết luận rằng liệu sẽ có thêm nhân sự nào trong Bộ Quốc phòng Nga bị thay đổi trong thời gian tới hay không. Nhưng chắc chắn rằng chính quyền Nga, dù đang thực hiện một cuộc cải cách chống tham nhũng hay một cuộc thanh trừng cho mục đích khác, thì với bối cảnh hiện tại, không có gì có thể ngăn cản chính sách này được thực thi đến cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.